tin hoạt động của các đơn vị. Mở đầu cho phần tin hoạt động của các đơn vị là trùng tin tặng quà Tết của các đơn vị Gia Lâm, Thanh Xuân, Bắc Tử Liêm, Ba Đình, Nam Tử Liêm và Long Biên. Sáng mùng 10 tháng 1, huyện hội Gia Lâm tổ chức trao quà Tết cho toàn thể hội viên tại hội trường huyện ủy. Dự buổi trao quà có ông Nguyễn Khả Hùng, ủy viên thường trực hội người mù thành phố Hà Nội bà Nguyễn Thị Thanh Yến, chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Gia Lâm. Cùng với đó, còn có sư thầy Thích Đàm Thủy, trụ trì chùa Khánh Ninh, các mạnh thường quân và sự có mặt của hơn 100 cán bộ, hội viên thuộc huyện hội. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh trong dịp Tết Nguyên đán đã đem đến cho người khiếm thị trên địa bàn huyện Gia Lâm một cái Tết ấm áp, một mùa xuân yêu thương. Sự tích cực của Ban chấp hành hội đã trở thành cầu nối, lan tỏa tình người, lan tỏa sự cảm thông, chia sẻ của các nhà hảo tâm đến toàn thể hội viên. Với tinh thần không để hội viên nào không có Tết, cán bộ hội đã trao những xuất quà trị giá từ 700.000 đồng đến 1 triệu 700.000 đồng tới tất cả hội viên tình cảm của các nhà hảo tâm dành cho người khiếm thị trong dịp xuân về đã mang tới cho cán bộ hội viên Gia Lâm một mùa xuân ấm áp tình người. Sự háo hức đón Tết canh tí và niềm hy vọng về một năm thuận lợi hơn của anh chị em hội viên càng thêm sâu sắc khi nghe được những lời chúc Tết chân thành từ đồng chí chủ tịch hội người mù Gia Lâm, từ ông Nguyễn Khảo Hùng và sư thầy Thích Đàm Thủy. Hồng Liên hoạt động của đơn vị Thanh Xuân. Tết ấm áp của người khiếm thị quận Thanh Xuân là tiêu đề bài viết của cộng tác viên Thành Nguyễn. Mời quý vị cùng nghe. Ngày 14 tháng 1, Công ty cổ phần Đi Chung và Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Sao Thủy đã đến thăm và trao 80 phần quà Tết cho người khiếm thị quận Thanh Xuân. Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết Chương trình Tết yêu thương được thực hiện với mục đích chăm lo tốt hơn cho những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay, chương trình Tết yêu thương có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đi chung và Công ty Sao Thủy cùng các nhà hảo tâm khác. Chia sẻ tại chương trình, ông Ngô Duy Quang, đại diện Công ty Cổ phần Đi chung cho biết Đi chung là một doanh nghiệp xã hội, luôn có những chương trình hoạt động hướng tới những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Các phần quà hôm nay là tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên Đi chung tới người khiếm thị quận Thanh Xuân khi mùa xuân sắp đến. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng những người khiếm thị Thanh Xuân nói riêng, người khiếm thị nói chung để lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực giúp họ vững tin trong cuộc sống. Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hoàng, giám đốc dự án cho thuê tài xế của Đi Chung đã giới thiệu dịch vụ mới đến các cán bộ hội viên và dành tặng những trải nghiệm dịch vụ đưa đón miễn phí cho hơn 20 hội viên của Hội người mù quận. Bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi đón nhận phần quà Tết của các nhà hảo tâm, anh Nguyễn Thành Công, hội viên chia sẻ: Đối với những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, như chúng tôi, mỗi phần quà, mỗi sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội đều là những liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá, giúp chúng tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tin hoạt động của đơn vị Ba Đình và Bắc Từ Liêm. Vào ngày 16 tháng 1, tại số nhà 30, ngõ 29 phố cửa Bắc Hội người mù quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị quán triệt báo cáo tổng kết của Hội người mù thành phố Hà Nội, kết hợp trao quà Tết cho hội viên nhân dịp năm mới canh tí sắp đến. Sự hội nghị có đồng chí Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội. Hội nghị bắt đầu bằng những câu ca tiếng hát của các anh trẻ em hội viên với những tiết mục văn nghệ mang chủ đề mừng đảng, mừng xuân. Sau đó, hội nghị được nghe toàn văn báo cáo hoạt động hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí Chu Thị Thu Hà đã gửi lời chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng tới toàn thể cán bộ hội viên. Ban chấp hành quận hội đã trao tặng cho 100% hội viên mỗi người một xuất quà trị giá 1 triệu 200 ngàn đồng để đảm bảo hội viên nào cũng có Tết và trao tặng danh hiệu người tốt cấp cơ sở cho 42 hội viên. Kim Khanh, Ba Đình cũng vào sáng cùng ngày, 60 suất quà mỗi suất trị giá 750.000 đồng đã được quận hội Bắc Từ Liêm trao tặng cho hội viên nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thu Trang, Phó Chủ tịch hội đã gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành với hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những người khiếm thị, Vốn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, những món quà Tết ấm áp này sẽ giúp hội viên thêm yêu và tin tưởng vào cuộc sống. Bà Nguyễn Lan Hương, giám đốc điều hành công ty cung cấp dịch vụ massage Midori Spa Hà Nội chia sẻ. Midori là một doanh nghiệp luôn có những hoạt động hướng tới những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hiện nay, Midori đã giúp tạo việc làm cho 100 người khiếm thị trên cả nước, những món quà hôm nay chính là tình cảm sự sẻ chia của tập thể Mirori tới người khiếm thị quận Bắc Từ Liêm khi mùa xuân sắp đến. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng những người khiếm thị quận Bắc Từ Liêm nói riêng, người khiếm thị nói chung để lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực giúp họ vững tin trong cuộc sống. Sự quan tâm và những lời động viên ân cần của đại diện các nhà tài trợ đã đem lại cho người khiếm thị Bắc Từ Liêm những ấm áp sẻ chia của tình người, của lòng nhân ái, tất cả cùng tạo nên một mùa xuân ngập tràn yêu thương. Nguyễn Thu Trang Và tiếp theo là tin hoạt động của Nam Tử Liêm do Cộng tác viên Lê Thanh Hà đưa tin. Sáng 15 tháng 1, quận hội Nam Từ Liêm long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và trao quà Tết cho các cán bộ hội viên của hội tại hội trường Ủy ban Nhân dân quận. Sự hội nghị của ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Thành hội, ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, bà Nguyễn Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Tham dự hội nghị còn có đại diện các nhà thiện nguyện, tài trợ đã có nhiều năm cùng đồng hành với hội và 75 hội viên tiêu biểu của quận hội. Tại hội nghị này, các nhà tài trợ đã cùng quận hội trao 75 suất quà có trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu 700.000 đồng, gồm 10 xuất quà do Hội Chữ Thập Đỏ tặng, 20 xuất quà do Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận trao tặng và một số xuất quà do các nhà hảo tâm tặng trực tiếp tại hội nghị. Tổng giá trị đợt trao quà này là 78 triệu 100 000 đồng một mùa xuân nữa lại về trên quê hương nam tử liêm với nhiều ước mơ hy vọng cùng nhiều dự định tốt đẹp cho mỗi người dân hà nội nói chung và mỗi hội viên của hội người mù quận nam tử liêm nói riêng cầu chúc cho những ước mơ và dự định của cán bộ hội viên toàn hội sẽ trở thành hiện thực và hội người mù quận cũng sẽ giành được nhiều thắng lợi mới trong mùa xuân tới Trước đó, ngày mùng 6 tháng 1 tại trụ sở của hội đã diễn ra buổi sinh hoạt câu lạc bộ diện trần với chủ đề khai thông cổ vai gáy, mạch nhâm đốc và giảm béo vùng bụng bằng các phương pháp của diện trần. Tham gia buổi sinh hoạt có thầy Nguyễn Hoàng Thuận, giảng viên Trung tâm Việt Y Đạo Quốc tế chi nhánh tại Hà Nội cùng 23 thành viên quen thuộc trong câu lạc bộ buổi sinh hoạt kỳ này dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Thuận với hai dụng cụ đơn giản và rất phù hợp với người khiếm thị là con nhện và máy hơ ngải đã giúp các thành viên bổ sung thêm kiến thức quý báu trong lĩnh vực diện trần. Các thành viên câu lạc bộ đều cảm nhận thấy thực sự hữu ích vì đã học thêm được một số phương pháp chữa bệnh bằng các dụng cụ mới cũng như dễ sử dụng hơn cho người khiếm thị. Chính điều đó đã tạo thêm sự tự tin cho họ khi thực hiện các chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho bản thân cùng những người thân yêu trong gia đình. Tiếp theo là một số tin từ Hội Người Mù quận Long Biên do các cộng tác viên Trần Quốc Hòa và Vũ Thành Công phản ánh. Nhằm cùng cộng đồng chia sẻ chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi trong xã hội nhân dịp đón Tết Nguyên đán canh tí 2020, Sáng ngày 8 tháng 1, tại trụ sở quận hội, Ban chấp hành quận hội phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ quận và một số trung tâm thương mại của Nhật Bản đóng trên địa bàn quận Long Biên, tổ chức trao 60 xuất quà Tết cho hội viên, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt, tổng bằng 30 triệu đồng. Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ quận Long Biên và ông Natasaka, chia sẻ niềm vui và sự xúc động khi được trực tiếp tới hội trao những phần quà ý nghĩa cho hội viên nhân dịp Tết đến xuân về, đồng thời chúc tổ chức hội ngày càng phát triển, toàn thể hội viên có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động đón Tết canh tí 2020 của quận hội. Chiều ngày 13 tháng 1, đoàn lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã tới thăm chúc Tết và tặng quà toàn thể cán bộ hội viên. Thừa ủy quyền của các đồng chí lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Long Biên, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Đăng, phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận, gửi lời chào thân ái, lời chúc tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo quận Long Biên tới toàn thể cán bộ hội viên nhân dịp năm mới canh tí 2020 và trao số tiền 3 triệu đồng cùng một túi quà Tết cho cán bộ hội viên. Thay mặt các đồng chí trong ban chấp hành và toàn thể hội viên, đồng chí Hà Mạnh Hưng, Chủ tịch quận hội phát biểu bày tỏ niềm xúc động, sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của đảng bộ chính quyền quận đã luôn dành cho tổ chức hội hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, đồng thời cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo quận nhân dịp năm mới 2020. Tiếp đó, vào sáng ngày 15, hội nghị tổng kết công tác năm 2019 đã được diễn ra, nhằm đánh giá kết quả công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước thủ đô diễn ra trong năm 2020. Sự hội nghị có bà Dương Thị Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Thành hội Người mù Hà Nội cùng các đồng chí trong ban chấp hành và trên 70 hội viên tham dự. Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động công tác hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch thi đua hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao trước những thành quả của hội đã đạt được trong năm 2019, đồng thời quyết nghị giao ban chấp hành quyết liệt triển khai đạt kết quả cao nhất những mục tiêu kế hoạch của hội đã đề ra trong năm 2020. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã có quyết định tặng giấy khen cho tập thể ban chấp hành vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 được quận giao. Cũng tại hội nghị, quận hội đã quyết định khen thưởng 11 cán bộ hội viên tiêu biểu có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động kèm theo mức thưởng 200.000 đồng trên hội viên và để góp phần cùng quận chăm sóc Tết cho toàn thể cán bộ hội viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã trao 23 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt. Hội doanh nghiệp quận Long Biên trao 20 suất quà mỗi suất 500 đồng tiền mặt cộng một túi quà trị giá 300.000 đồng. Công ty bánh kẹo BBK cho mỗi hội viên một suất quà trị giá 200.000 đồng một suất. Phát biểu trước hội nghị, bà Dương Thị Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Thành hội đánh giá cao sự cố gắng lỗ lực và kết quả đạt được của hội mù quận Long Biên trong năm 2019, đồng thời mong muốn hội tiếp tục đoàn kết, triển khai các chương trình nội dung công tác đã đề ra và đạt kết quả cao hơn trong năm 2020 thay mặt quận hội đồng chí hà mạnh hưng chủ tịch hội người mù quận phát biểu tiếp thu ý kiến cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của đảng bộ chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc thành hội hà nội đặc biệt là các phòng ban ngành quận long biên đã luôn sâu sát đồng hành và dành cho tổ chức hội sự giúp đỡ to lớn trong công tác xây dựng tổ chức cũng như chăm lo đời sống người mù trên địa bàn quận